Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi sẽ giới thiệu với quý vị một cặp loa của Bi Owner Bass 3 tấc cho quý vị, cặp loa màu xám. Nói chung là thùng bass còn rất là ok, tên lưới còn đầy đủ nha. Và cặp loa này với model là CSS99 cho quý vị, Bi Owner CSS99. Cặp loa này có công suất tối đa là 90W, trở kháng của nó là 6,3 ohm nha quý vị. Nó có một loa bass 30, màu của nó là màu giấy. Gân này là gân vải tẩm dầu, gân vải xế nha quý vị. Và một loa mic, một loa jack. Trên loa nó có hai nấm chỉnh nữa, hai nấm điều chỉnh cao nha. Bây giờ tôi sẽ đo cái kích thước của cái loa này như thế nào. Đây, chiều rộng của nó là 38, chiều sâu của nó là 32 và chiều cao của nó là 73,5 nha quý vị. Quý vị nhớ là tem lưới còn đầy đủ nha. Đây, lưới bằng gỗ nè. Đây, lưới rất là đẹp. Đây của nó đây. Cặp loa này chúng ta nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nói chung là rất là ok. Pioneer thì một trong những dòng loa thì gọi là nổi tiếng nhất của Nhật Bản rồi. Cặp loa này được sản xuất tại Nhật thôi quý vị, bao nhiêu nói chung là chưa được chạm, chưa sửa chữa gì đâu, nó còn nguyên như vậy luôn nha. Đang là chúng ta xài được rất là bền, rất là lâu. Và mức giá cặp loa này đảm bảo bán thì bán nói chung là rẻ nhất trên thị trường với một cái cặp loa Pioneer 3 tấc hiện nay. Trên thị trường quý vị biết giá của nó rất là cao. Và cặp này Bi đang bán với giá là 12.500.000. 12.500.000 nha quý vị. Cặp loa không được thành màu xám nha, không phải màu đen nha. Được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Dòng loa có trái và phải, dòng loa có L và R nha. Loa được rất là nặng quý vị ạ, cực kỳ nặng. Mức giá 12.500.000. Nếu như anh đi bán nào thích hay là trường hợp khách phòng, nói chung là loa ba tấc thì nó nghe được cái phòng rất là lớn đấy ạ. Và nó ghép cũng rất là dễ, chúng ta phải ghép cái Pioneer hoặc gì nó mà xa xôi cũng đều rất là dễ. Ok, và ai thích thì nhớ liên hệ với Bi. Còn bây giờ Bi sẽ đến một bản nhạc trữ tình và xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Trong chiến binh lính trong thời chiến tranh,
của ta.